Thưa quý vị, vào ngày mai, ngày 9 tháng 3, tại thủ đô Hà Nội, một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng của phụ nữ cả nước sẽ diễn ra, đó là Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Hòa chung trong không khí nô nức ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã và đang tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần chào tháng 3, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và hướng đến kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3, một sự kiện lịch sử trọng đại mà mỗi người dân Đà Nẵng đều tự hào và hướng về. Chương trình chào tháng 3 với nội dung chủ đạo là tôn vinh áo dài Việt Nam, biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt, được hội viên phụ nữ các chi hội cơ sở nhiệt tình hưởng ứng bằng các hội thi trên diện áo dài hay mặc áo dài đến công sở. Đặc biệt, hoạt động diễu hành áo dài trên các phương tiện xích lô, xe đạp trên đường phố Đà Nẵng tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời tuyên truyền quảng bá hình ảnh về con người Đà Nẵng năng động, sáng tạo, thân thiện và thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Nhận được cái kế hoạch và chị em cũng đã đồng lòng coi như là sắp xếp cái công việc riêng tư rồi việc công ty, việc gia đình để tham gia được cái buổi gặp gỡ tháng 3 hôm nay. Chị em là rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cũng mong muốn là nhiều những cái hoạt động để có thể là chị em vui chơi. Cũng mong là cả nước và có thể là trên toàn thế giới hết dịch bệnh để chị em có thể là có những cái phong trào thiết thực hơn. Với tinh thần hân hoan, phấn khởi trước thêm Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngoài việc triển khai thực hiện tốt phong trào mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa, 100% các chi hội cơ sở trực thuộc thành hội đều tự nguyện đăng ký chương trình Mẹ đỡ đầu, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 hoặc các nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về những nghĩa cử tốt đẹp, nhân văn, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Hội phụ nữ quận đến nay đã có những cái mô hình cách làm hay hiệu quả. Trong dịp 8 tháng 3 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận sẽ vinh danh những tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc và tổ chức các chị em mặc áo dài nhằm hưởng ứng cái chương trình áo dài di sản văn hóa Việt Nam. Tháng 3 thời khắc giao mùa của đất trời đầy tươi đẹp. Tháng 3 về mang đến sự yêu thương, nhiệt huyết trong lòng tuổi trẻ và cũng là tháng của phái đẹp được tôn vinh, được yêu thương và được trân trọng. Một chặng đường mới lại bắt đầu, đòi hỏi mỗi người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đà Nẵng nói riêng, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng để bắt kịp với sự phát triển của xã hội, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực vào sự phát triển của đất nước.